Xin chào các bác đến với kênh Kiên xe đạp và em là Kiên. Trong cái video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp địa hình của thương hiệu Ý. Và trong những cái video trước thì em đã giới thiệu nhiều cái xe đạp địa hình giảm xóc hơi rồi, và bây giờ tiếp tục là một chiếc xe đạp có giảm xóc, trang bị giảm xóc hơi và mang thương hiệu Ý có tên là ITM. Và bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết cái cấu tạo các chiếc xe đạp địa hình này. Vâng, như các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây là chiếc xe đạp địa hình giảm xóc hơi mang thương hiệu ITM của Ý. Về cơ bản cái chiếc xe này thì có cấu tạo là bằng khung nhôm. Như các bác có thể nhìn thấy mối hàn to, khung nhôm ITM, thương hiệu Ý. Trên khung là ghi là Design in Italy, ITM. Cái khung này được làm bằng nhôm 6061. Nhôm 6061 thì các bác có biết là đã biết là một cái nhôm rất là nhẹ và rất là tốt để mà chế tạo, thường là để chế tạo xe đạp. Đây là website của hãng itm.it. Xe này thì được trang bị một cái bộ chuyển động là gọi là cấu hình khủng. Theo em đánh giá là khủng đấy. Bởi vì nó là Shimano Deore. Để dành cho các bác chưa biết Deore thì em đã có một cái video là phân biệt các cái bộ chuyển động của các dòng xe địa hình đấy, ở trong kênh em đấy, các bác có thể tìm xem lại. Thì Shimano Deore thì để nói mà thấp nhất thì nó có Shimano Antus này, Acera này, xong đến Alivio này, xong đến Deore. Deore là đứng thứ 6 rồi, đứng thứ 6 từ dưới lên, tức là gần trùng cuối rồi. Trên Deore thì có Deore XT. Cho nên là cái bộ đùi đĩa Deore này là rất là xịn này. Đùi đĩa Shimano Deore chính hãng. Trục rỗng, tức là trục bi to, có thể nhìn suốt như này là thì rất là cao cấp. Những cái đùi đĩa cao cấp thì nó mới có được sử dụng cái đùi đĩa Deore này. Đi kèm với đó là cũng gạt đĩa Deore luôn. Cái chữ Deore nó ở bên kia, tí em sẽ quay sang em quay cho các bác xem. Về phần xích này rất là ngon luôn, bám đĩa đều. Nói chung là đây là một cái dòng địa hình rất là ngon, ngon bổ rẻ trong tầm giá. Đằng sau chúng ta cũng có một cái bộ đè Shimano Deore, Shimano này, Deore này, clip. Clip của chúng ta là clip Shimano luôn, 10 tầng. Clip này 10 tầng luôn. 2 4 6 8 10. Deore clip 10 tầng. Phanh của chúng ta là phanh Shimano, được sản xuất tại Malaysia. Vành của cái xe này là vành 26. Vành 26. Về cơ bản xe này đã qua sử dụng thì độ mới nó chỉ còn khoảng, theo em đánh giá nó tầm khoảng 75-80%, nhưng mà cấu hình thì rất tốt. Nói chung là để so với tầm tiền này thì con này là quá ngon. Phần yên thì em đánh giá là cũng khá còn mới, không có vết rách. Yên vader. Chúng ta lên phần tay cầm. Đi kèm với đó là một bộ group full luôn. Chuyển số của Shimano Deore. Tay phải là chuyển, có 10 tầng để chuyển cái clip đằng sau. Và bên tay trái là 3 tầng, cũng Shimano Deore, để chuyển đĩa đằng trước. Và đi kèm với đó không phải là phanh dầu Shimano bình thường, mà chiếc này là trang bị phanh dầu, Shimano Deore luôn. Nó khác, nó cao cấp hơn với phanh dầu Shimano bình thường, cao cấp hơn nữa. Phốt tăng của chúng ta là phốt tăng FSA. Và cái lắp trước được trang bị là lắp carbon. Các bác có thể nhìn thấy là vân carbon này. Giảm sóc của chúng ta là giảm sóc hơi, ống rất là to. Dưới đây có một cái núm bơm hơi. Vành đằng trước thì giống vành đằng sau, 26 inch. Phanh dầu Shimano Deore. Như các bác có thể nhìn, trên tay và dưới cụm phanh đều là Deore hết. Khung đây của chiếc xe nó còn đục thủng cái chữ ITM để khẳng định thương hiệu của hãng. ITM Ý. Lùi đĩa Shimano Deore. Tay cầm này trông thế thôi mà cầm rất êm. Tay cầm xịn, cầm rất là êm. À, khóa cọc yên và cọc yên là của Winspeak, một cái hãng rất là nổi tiếng. Như các bác nhìn thấy là cái bên này cũng có cái website của hãng. Tên miền đuôi IT là của Italy. Cũng phanh đằng sau cũng là của Deore luôn. Ở đằng sau thì chúng ta có một cái tem là chỉ cái size của khung là size 17. Ở đằng dưới là có một cái dòng chữ là frame size. Frame size 1m65 cho đến 1m75. Đấy. Hãng nó đè luôn là cái chiều cao của chiếc xe này là phù hợp với những người đạp cao từ 1m65 cho đến 1m75. Xe em về là chưa rửa, cho nên là hơi bụi tí. Đây là tổng thành của chiếc xe. Thành những cái chiếc xe mà cấu hình khủng, giá hợp lý như này thì em cũng lựa chọn rất là nhiều mới có. Thì bác nào quan tâm mà muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn tin ngay cho em nhé. Vâng, và như các bác đã xem cái video là chi tiết của chiếc xe đạp địa hình ITM, và nếu các bác quan tâm đến cái chiếc xe đạp này thì hãy nhắn Zalo với em qua số điện thoại 0975 709 943. Và nếu các bác quan tâm đến các những cái chiếc xe đạp khác thì ở trên Facebook và YouTube các bác tìm Kiên Xe Đạp, kết bạn với Kiên Xe Đạp. Em tài khoản Kiên Xe Đạp của em ở trên Facebook, và ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh đó là ấn chiếc chuông thì các bác sẽ là những người đầu tiên được xem những cái video mới em up lên trên kênh. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.